Có phê chứ ạ. Em Tuấn sẽ lên cho bác một con dòng này, tay cổ tay bác nào vừa phải nhé, nhỏ nhé. Con này là size 38. Size 38 ạ. Đây ạ. Em nó là size 38 đấy. Size 38 hợp với các bác là những bác nào có cổ tay 16, 17, 18, 19, 20. Size 38. Con này size 38 Oren bác nhé. Oren. Oren. Hết thuộc. Con Oren này. Để em quay thật kỹ cho bác nhìn. Nó hoàn thiện cho em nó này. Con này 1.390.000. 1.399. 90 có nghìn nữa thôi bác, 1.399. 1.399.000. Máy pin Oren. Lên tay con này thì báo cáo bác thì không phê mới là lạ nhé. Lên tay con này không sang trọng, không phê mới là lạ. Ok chưa? Lên tay con này mà không sang trọng. Con này bác nào thích phong cách lịch lãm nhẹ nhõm, rước em nó về. Đến em còn thích, em còn đeo nữa. Bác thích. Nói chung bây giờ cứ chơi những cái form này cho nó sướng bác ạ. Hợp túi tiền thôi. Ngày trước thì gọi là bà ôi dồi ôi, đeo cái đồng hồ để lướt, đeo cái đồng hồ để đánh bóng, đánh mác, đánh tên tuổi, phông bạt. Bây giờ không phải phông bạt đâu bác ơi, cứ hàng ổn định mình dùng, hợp túi tiền mình dùng, còn đâu tiền mình dùng làm việc khác. Còn bác nào có rất nhiều tiền em không Tuấn không nói, nhưng bác nào tầm tiền vừa ấy, tầm tiền vừa mà thích giao thích thích phong cách đẹp, thích lịch trang nhã lịch sự ấy, thì đeo những con này cho em 1.390.000 thế thôi bác nhá. Đeo những con này 1.390.000, không có nhiều đâu, có đúng một con thôi. Các bác có muốn nữa chịu, thỉnh thoảng bây giờ có về theo lô một con thôi, 1.390.000. Ok chưa? Đấy. Oren đây, quay gần cho bác nhìn luôn. Một triệu 390. Oren. Thế thôi ạ. Để con này cho nhẹ nhõm. 1.390.000 Oren. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại trên tấm biển kia. Còn là bác muốn lấy hàng đắt tiền hơn, có đắt tiền đây. Đắt tiền có nhiều lắm bác ạ. Đắt tiền hơn có rất nhiều, đắt tiền hơn cũng có đầy đây. Không thiếu. Nói chung cũng nhiều lắm, chả thiếu, nhưng mà tầm chơi tầm này đi. Những con này nó sang trọng, nó lịch sự, mỗi bác thích một phong cách, nhưng mà con này nó sẽ là phong cách vừa phải, nhẹ nhàng, lịch sự, nhẹ nhàng. Không không cục mịch quá nhé. Thanh mày. Rồi, hẹn các bác clip sau nhé.